Tổng thống Zelensky thông báo tái chiếm một số khu vực gần Kharkiv. Ukraine đánh chìm tàu Nga sau khi được Mỹ huấn luyện quân sự. Ba nước vùng Baltic cấm công dân Nga nhập cảnh. Séc có thể triển khai 1.200 binh sĩ ở dân đông NATO. Indonesia điều tra sự cố dò dỉ thông tin hơn 100 triệu người dân. Tinh Tinh ngồi xe đạp trở về vườn thú ở Ukraine sau nhiều ngày bỏ trốn. Gói hỗ trợ thuê nhà đã hết hạn nhưng nhiều tỉnh vẫn chưa xong. Hà Nội lại đề xuất tăng học phí, các quận nội thành tăng gấp đôi. Phương anh xin kính chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của điểm tin trưa ngày mùng 8 tháng 9 của Dekan TV. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo tin tốt từ khu vực Kharkov phía đông Kyiv, cho biết Ukraine tái chiếm một số khu định cư từ lực lượng Nga. Trong video phát biểu vào tối 7 tháng 9, ông Zelensky cảm ơn lực lượng pháo binh Ukraine vì đã tấn công thành công các lực lượng của Moscow ở miền Nam Ukraine. Tổng thống Ukraine cũng cho biết ngân sách nước này trong năm 2023 sẽ là ngân sách chiến tranh, dành hơn 1.000 tỷ hryvnias, 27,40 tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng và an ninh. Trước đó cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzny cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa và rocket trong một loạt vụ tập kích các căn cứ không quân của Nga trên bán đảo Crimea hơn một tháng qua. Theo hãng tin Ukraineform, Ukraine đang chuyển lửa chiến tranh tới bán đảo Crimea để đối phó với cái gọi là chiến lược giữ chiến tranh cách xa nhân dân mà Nga đang áp dụng. Cũng trong phát biểu tối ngày 7 tháng 9, ông Zelensky nhấn mạnh các nghĩa vụ xã hội như lương hưu phải được trang trải đầy đủ, trong khi giới hạn các chi phí không thiết yếu hết mức có thể. Ông nói, rõ ràng đó sẽ là ngân sách của một quốc gia đang có chiến tranh. Hơn 1.000 tỷ hryvnias trong năm tới sẽ dành cho lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Đây sẽ là ưu tiên số một. Theo ông Zelensky, chính phủ sẽ đưa ra kế hoạch để giảm chi tiêu cho các doanh nghiệp nhà nước, các quan chức và các tổ chức được coi là không thiết yếu. Ngoài ra, một quỹ tái thiết đặc biệt sẽ được thành lập. Tiền thu được từ việc tịch thu tài sản của Nga sẽ đóng góp vào một phần của quỹ này. Tổng thống Zelensky cho biết trước đó ông đã gặp Bộ trưởng Tài chính Serhiy Matchenko và các quan chức khác. Ukraine ước tính chi phí của cuộc chiến với Nga kết hợp với thu nhập từ thuế thấp hơn đã dẫn đến khoảng thâm hụt ngân sách 5 tỷ đô la mỗi tháng, tương đương 2,5% GDP trước chiến tranh. Các nhà kinh tế tính toán rằng con số này đẩy thâm hụt theo năm của Ukraine lên 25% GDP so với mức chỉ 3,5% trước khi xảy ra xung đột. Thưa quý vị, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, quân đội Ukraine đã đánh chìm một tàu chiến của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp hồi tháng 6, sau khi được đào tạo bởi Mỹ và các đồng minh chỉ một hoặc hai tuần trước đó. Phát biểu tại Hội nghị tin tức quốc phòng hôm 7 tháng 9, tiến sĩ William Lapland nói rằng Ukraine đã được một đồng minh của Mỹ cung cấp tên lửa chống hạm Harpoon. Gói viện trợ trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine mà Lầu Năm Góc công bố ngày 15 tháng 6, bao gồm hai hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon Reuters đưa tin, hồi tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng thông báo rằng Đan Mạch đã đồng ý cung cấp cho Ukraine tên lửa Harpoon vào một bệ phóng. Defense News đưa tin, ông Laplan nói rằng các bệ phóng tên lửa trên tàu đã được cải tiến để chúng có thể bắn từ một chiếc xe tải. Ông nói, lực lượng Ukraine đã được huấn luyện trong ngày tưởng niệm, sau đó khoảng một hoặc hai tuần họ đã đánh chìm tàu của Nga. Ngày tưởng niệm năm nay rơi vào ngày 30 tháng 5. Vũ khí do phương Tây cung cấp đã trở thành một yếu tố được nhắc đến rộng rãi trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine với Nga. Các quan chức Ukraine và Mỹ nhiều lần tuyên bố về những lợi thế của việc sử dụng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp để chống lại Nga. Báo Defense News xác định con tàu mà Ukraine dùng tên lửa Harpoon đánh chìm là tàu kéo của Hải quân Nga Vasily Bek. Vào giữa tháng 6, Ukraine cho biết họ đã tấn công và hạ gục tàu Nga khi nó đang hướng đến đảo rắn ở Biển Đen. Theo Reuters, Hải quân Ukraine lưu ý tàu Nga đang chở binh sĩ, vũ khí và đạn dược đến hòn đảo khi nó bị trúng hai tên lửa Harpoon. Cuối tháng đó, Ukraine tuyên bố giành lại đảo sắn từ Nga, mặc dù Moscow nói rằng họ rút quân như một cử chỉ thiện trí. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết trong cuộc họp giao ban ngày 1 tháng 7 rằng người Ukraine đã rất thành công trong việc gây áp lực đáng kể lên quân đội Nga, bao gồm việc sử dụng những tên lửa mà họ mới có được để tấn công một tàu tiếp tế của Moscow. Quan chức này nói thêm, tất nhiên đó là lý do tại sao Nga rời hòn đảo. Và bạn biết đấy, thành công này sẽ giúp cho việc bảo vệ Odessa trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt khi Nga không còn kiểm soát đảo rắn. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine để đưa ra bình luận. Ba nước vùng Baltic cấm công dân Nga nhập cảnh Thưa quý vị, theo Reuters, Ngoại trưởng Latvia Edgar Rinskevich ngày 7 tháng 9 thông báo ba quốc gia vùng Baltic gồm Latvia, Litva và Estonia dự kiến thực thi lệnh cấm nhập cảnh với công dân Nga từ giữa tháng 9 sau khi chính phủ các nước phê duyệt kế hoạch. Ông Rinskevich nói trong cuộc họp báo ở Litva, Trong vài tuần và vài tháng qua, lượng công dân Nga có visa Schengen qua biên giới đã tăng đáng kể. Điều này đang trở thành vấn đề an ninh công cộng, cũng là vấn đề mang tính chất đạo đức và chính trị. Theo kế hoạch, ba nước Baltic sẽ từ chối mọi công dân Nga có visa Schengen. Trường hợp ngoại lệ gồm những người nhập cảnh vì mục đích nhân đạo, thăm thân, tài xế xe tải và quan chức ngoại giao. Đây là lần đầu lệnh cấm như vậy được thực thi tại lãnh thổ các nước EU. Estonia từng ban hành lệnh cấm nhẹ hơn từ ngày 18 tháng 8, trong đó cấm nhập cảnh với người Nga có thị thực Schengen do nước này cấp. Các chuyến bay thẳng giữa Nga và Liên minh châu Âu-EU bị đình chỉ sau khi Nga xâm lược Ukraine cuối tháng 2, khiến người Nga có ít lựa chọn tới EU. Phần Lan, quốc gia cũng có biên giới với Nga không tham gia lệnh cấm, do chưa chắc chắn nước này có thể từ chối công dân Nga có thị thực Schengen do quốc gia EU khác cấp hay không. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Havisto nói, chúng tôi có thể thực sự hủy bỏ toàn bộ quy định của Schengen không? Điều này hiện chưa rõ. Với tư cách là quốc gia thuộc khối Schengen, Phần Lan không thể đóng cửa biên giới hoàn toàn đối với một quốc gia cụ thể, do các lệnh trừng phạt chỉ có thể được quyết định chung bởi EU. Người Nga cũng có thể vào Phần Lan bằng thị thực Schengen do các nước khác trong EU cấp. Các nước EU hồi tháng 8 nhất trí đình chỉ thỏa thuận tạo điều kiện cấp visa cho công dân Nga từ năm 2007, khiến người dân Nga gặp khó khăn và mất thời gian hơn khi xin visa vào EU. Ba Lan và ba nước Baltic khi đó tuyên bố đang cân nhắc ra lệnh cấm công dân Nga nhập cảnh nếu toàn khối EU không hành động tương tự. Tuy nhiên, Đức và Pháp ra tuyên bố chung phản đối đề xuất cấm cấp visa Schengen với công dân Nga. Séc có thể triển khai 1.200 binh sĩ si ở sườn đông NATO. Cũng theo Reuters, ngày 7 tháng 9, Hạ viện Séc đã thông qua kế hoạch triển khai nhiệm vụ quân sự của Séc ở nước ngoài đến năm 2024. Thượng viện Séc đã thông qua kế hoạch này vào tháng 8. Như vậy, trong 2 năm tới, quân đội Séc có thể triển khai 1.200 binh sĩ si ở sườn phía đông tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Binh sĩ Séc sẽ tham gia lực lượng NATO ở Estonia, Litva, Latvia, Ba Lan, Slovakia và Hungary. Quân đội Séc hiện đang bố trí binh sĩ ở Litva và Latvia kể từ tháng 4. Nước này đảm nhiệm vai trò chỉ huy nhóm chiến đấu đa quốc gia NATO ở Slovakia. Bên cạnh đó, quân đội Séc sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động quân sự ở nước ngoài tại Kosovo, Địa Trung Hải, Sinai, Mali, Cao Nguyên Goban, Bosnia và Herzegovina, cũng như Đại sứ quán Séc tại Ukraine. Chi phí hàng năm cho các hoạt động này ước tính là hơn 56 triệu đô la, ít hơn chi phí trong hai năm qua. Indonesia điều tra sự cố dò dỉ thông tin hơn 100 triệu người dân. Theo Jakarta Post, ngày 7 tháng 9, Cơ quan Mã hóa và Không gian mạng quốc gia Indonesia BSSN cho biết đang tiến hành điều tra nghi vấn dò dỉ dữ liệu của 105 triệu người dân nước này. Đối tượng hacker được cho là sử dụng tài khoản Bridge Forum với nickname Bioka. Dữ liệu này được cho là từ Ủy ban Tổng tuyển cử KPU. Theo BSSN, dữ liệu bị đánh cắp bao gồm số nhận dạng công dân (NIK), thẻ gia đình (KK), danh tính, nơi ở và ngày sinh, giới tính, địa chỉ nhà và tuổi. Người phát ngôn của BSSN, Ariandi Putra cho biết, dữ liệu thông tin lên tới 20 GB bị đánh cắp từ năm 2017 đến 2020. Thông tin của một số cá nhân cũng nằm trong dữ liệu của các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Hiện nhóm BSSN đang phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại Ukraine với một khoảnh khắc ấm áp. Đó là khi một chú tinh tinh đã được đưa trở về vườn thú nước này bằng xe đạp, đồng thời được tặng một cái ôm và áo mưa sau khi nó trốn thoát khỏi đây. Tinh tinh Chi Chi đã trốn khỏi vườn thú của Kharkiv hôm 5 tháng 9 và đi lang thang trên các đường phố tại đây trong nhiều giờ. Theo phương tiện truyền thông địa phương, nó đã giữ khoảng cách với những người theo dõi mình. Tại một thời điểm, một người trông coi vườn thú đã ngồi nói chuyện với Chi Chi gần một công viên với hy vọng thuyết phục nó quay trở lại. Theo Washington Post, con tinh tinh đã do dự cho đến khi trời bắt đầu mưa. Sau đó, nó đã đi về phía của một người trông coi vườn thú gần đó. Người này đã giúp nó mặc một chiếc áo mưa màu vàng và ôm Chi Chi vào lòng. Chi Chi sau đó được đưa về trên chiếc xe đạp của người trông coi vườn thú. Ông Oleksiy Grigoriev, giám đốc sở thú cho biết, con tinh tinh này đã được đưa trở về chuồng một cách an toàn và có tình trạng sức khỏe tốt. Cảnh quay về cuộc chạy trốn và trở về của Chi Chi đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đó là một khoảnh khắc ấm áp tại một thành phố thường xuyên bị pháo kích ở Ukraine. Chichi sống tại Felman Eco Park, một vườn thú ở vùng ngoại ô phía bắc của Kharkiv. Chú tinh tinh này đã được sơ tán cùng với hàng trăm con vật khác trong những tuần sau khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine bắt đầu. Tiếp sau đây là phần tin trong nước. Gói hỗ trợ thuê nhà đã hết hạn, nhưng nhiều tỉnh vẫn chưa xong. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến 17 giờ ngày 6 tháng 9, hơn 4,68 triệu lượt người lao động tại 60 trên 63 tỉnh thành nhận hỗ trợ trừ Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng với chi phí trên 3.120 tỷ đồng. Con số này tương đương khoảng 48% so với dự kiến ban đầu của gói 6.600 tỷ đồng. Trong đó tiền hỗ trợ thuê nhà đã đến với 359.867 lượt người lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy, nhà xưởng với mức 1 triệu đồng một người một tháng, tối đa 3 tháng. Báo cáo nêu rõ có 39 trên 60 tỉnh thành giải ngân 100% số hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Tuy vậy vẫn còn 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 70%, gồm Đồng Nai, Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hưng Yên. Một số nguyên nhân được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ ra là do cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong việc triển khai chính sách, việc thực hiện chính sách còn chậm song song với việc tuyên truyền chưa đầy đủ kịp thời. Nhiều cán bộ công chức tiếp nhận thẩm định hồ sơ cấp huyện còn lúng túng, chưa nắm vững chuyên môn trong việc hướng dẫn doanh nghiệp có tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong việc triển khai chính sách. Cùng với đó, việc bố trí sử dụng kinh phí triển khai hỗ trợ chậm nên nhiều người lao động không kịp thời được hỗ trợ lúc khó khăn nhất. Trong khi đó, một số người lao động e ngại khi lập đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà sẽ gặp khó khăn trong việc cư trú vì liên quan đến việc đăng ký tạm vắng tạm trú. Đặc biệt, các địa phương báo cáo số lượng lao động và dự kiến kinh phí hỗ trợ lên tới gần 6.600 tỷ đồng, chưa sát thực tế nên sau đó đề nghị giảm số lượng người hưởng chính sách. Ví dụ như An Giang giảm 87 tỷ đồng, tương đương 91,9%, Kiên Giang giảm 93 tỷ, tương đương 86,6%. Quảng Ninh giảm 65 tỷ, tương đương 71,9%. Hà Nội lại đề xuất tăng học phí, các quận nội thành tăng gấp đôi. Ủy ban nhân dân Hà Nội vừa có tờ trình Hội đồng nhân dân thành phố về dự thảo nghị quyết thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023. Theo nội dung dự thảo, 30 quận huyện được chia thành 4 vùng làm căn cứ để xác định mức học phí với các trường mầm non, phổ thông công lập 12 quận nội thành và các phường tại thị xã Sơn Tây thuộc vùng 1, các thị trấn thuộc 17 huyện ngoại thành là vùng 2, các xã trừ xã miền núi của 18 huyện thị thuộc vùng 3, các xã miền núi còn lại được xếp vào vùng 4. Năm trước Hà Nội chia thành 3 vùng gồm thành thị, nông thôn và miền núi. Với vùng 1 và 2, học phí năm học này sẽ là 155.000 đến 300.000 đồng mỗi tháng, vùng 3 là 100.000 đến 200.000 đồng và vùng 4 là 50 đến 100.000 đồng một tháng. Theo dự thảo, học phí bậc trung học cơ sở và mầm non 5 tuổi, vùng 1 tăng từ 155.000 đồng năm 2021 lên 300.000 đồng năm học 2022-2023, tăng gần gấp đôi. Học phí trung học phổ thông vùng 4 theo dự thảo có tỷ lệ tăng cao nhất với 316,67%, tương đương hơn 3 lần từ 24.000 đồng năm 2021 lên 100.000 đồng. Đối với vùng 2, học phí được giữ nguyên như năm 2021, riêng bậc tiểu học được miễn học phí. Cũng theo nội dung dự thảo, các trường công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí giao động trong khoảng 1-3,2 triệu đồng một tháng. Trong đó, 5 trường giữ nguyên học phí là Mầm Non Linh Đàm, Thực nghiệm Khoa học Giáo dục, Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành, Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục, Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Trần Quốc Tuấn. Trường Trung học Phổ thông Hoàng Cầu, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Thăng Long có mức học phí tăng từ 200.000 đến 1,3 triệu đồng so với năm 2021. Trong trường hợp học trực tuyến, các trường thu 75% mức học phí đã được ban hành. Quy định này không áp dụng với cấp mầm non bởi trẻ mầm non không học trực tuyến. Nếu trẻ mầm non học ít hơn 14 ngày trong một tháng, cha mẹ chỉ nộp một nửa học phí so với quy định, học trên 14 ngày phải nộp đủ học phí cả tháng. Với bậc phổ thông, nếu luân chuyển học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức nào được áp dụng từ 14 ngày trở lên thì thu học phí theo hình thức đó. Tổng số tháng thu học phí trong năm không vượt quá 9. Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận ca tử vong thứ 10 do sốt xuất huyết. Ngày 7 tháng 9, tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết ở quận Châu Đức. Trường hợp vừa mới ghi nhận là bệnh nhân TDM, 5 tuổi, trú ở thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tử vong do sốc sốt xuất huyết nặng. Theo người nhà bệnh nhân, ngày 31 tháng 8, cháu mờ sốt cao không rõ nguyên nhân, người mệt mỏi, Ngày hôm sau, người nhà đưa cháu đến khám tại phòng khám Sài Gòn Châu Đức, huyện Châu Đức và được chẩn đoán là sốt xuất, xuất huyết, sau đó được cấp thuốc và hướng dẫn theo dõi tại nhà. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân đến tái khám tại phòng khám trên và được tư vấn tiếp tục theo dõi tại nhà. Đến ngày 4 tháng 9, người nhà thấy cháu mờ mệt mỏi, ăn uống kém, nôn ói, tiêu chảy nên đưa cháu lên bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức tích cực chống độc trẻ em. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sốc sốt xuất, xuất huyết nặng, xuất huyết nặng do sốt xuất, xuất huyết, nhiễm trùng huyết, hội chứng suy hô hấp cấp ARDS. Cháu mờ được điều trị bằng phương pháp chống sốc theo phác đồ, thở máy, kháng sinh, truyền chế phẩm máu, hồi sức tim phổi. Tuy nhiên, tình trạng của cháu mờ ngày càng xấu đi, nên lúc 11 giờ ngày 6 tháng 9, gia đình xin đưa cháu về nhà. Điều tra dịch tễ trong vòng 14 ngày qua cho thấy, bệnh nhân mờ ngoài đi học bán chú tại trường mầm non, không đi đâu ra khỏi địa phương hiện tại cũng chưa phát hiện thêm trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết xung quanh nhà ở của bệnh nhân. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 7 tháng 9 năm 2022, số ca mắc sốt xuất, xuất huyết lũy kế trên địa bàn là 11.122 ca, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Số ca tử vong do sốt xuất, xuất huyết lũy kế là 10 ca, trong đó thành phố Vũng Tàu 3 ca, huyện Long Điền 4 ca, thị xã Phú Mỹ 1 ca, thành phố Bà Rịa 1 ca và huyện Châu Đức 1 ca. một cán bộ tư pháp hộ tịch bị buộc thôi việc vì dùng học bạ giả. Ngày mùng 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Iagrai, Gia Lai cho biết đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, công chức tư pháp hộ tịch xã IAO do có hành vi cố ý sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để tham gia tuyển dụng. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuyên đã sử dụng văn bằng, hồ sơ học bạ giả để được đi học, đi thi và được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước. Theo lãnh đạo xã IAO, ông Tuyên từng là trưởng công an xã này. Trước đó ngày 26 tháng 8, ông Lê Duy Định, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, 43 tuổi, nơi sinh Hải Dương, từng học tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Đức Cơ. Ông Tuyên từng tham gia thi tốt nghiệp tại Gia Lai, khóa thi ngày 9 tháng 8 năm 2020 và được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. Một điểm tin trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Thưa quý vị, quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.